Chào các bạn học sinh thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 thí điểm, cùng nhau giải đề thi học kỳ 1 năm học 2019 năm 20. Đây là cái đề tham khảo của năm 2019-2020 nha. Rồi, đây là phần nghe nè. Nói về núi Everest, ba bể Lake Niagara Falls. Cái bài này ở trong cái phần nghe của sách học sinh lớp 6 thí điểm này. Rồi chúng ta xuống phần phát âm các bạn. Các bạn cùng làm nhé. Câu đầu tiên nào, các bạn nhìn xem câu số 1 nào, các bạn xem chữ cờ nào phát âm khác. Bây giờ chúng ta có từ cook là cờ, clean là cờ, celebrate là sờ, candy là cờ. Vậy thì chúng ta sẽ chọn câu C, celebrate. Rồi câu số 8, funny, chữ U đọc là lunch, sun, computer, đọc là you. Vậy chúng ta sẽ khoanh vào câu D. Câu số 9, phát âm sờ S để nhắc lại cho các bạn này. Phát âm sờ s ngày bài lớp nào cũng gặp hết, là các bạn học thuộc nhá. Có 3 cách. Cách thứ nhất, các bạn sẽ đọc là sờ đối với những trường hợp phải phòng khi tối, ví dụ khi các bạn nhìn thấy từ stop thêm sờ vào đọc là stop sờ. Trường hợp 2, các bạn sẽ đọc là it đối với những cái từ mà tận cùng là xe, sh của chị Sương, rồi sờ e, rồi xe. Ví dụ chúng ta có từ từ gì? Từ xem tivi là watch, nó kết thúc là chờ thêm s vô đọc là watch it đấy. Trường hợp thứ ba là không có thuộc trường hợp 1, trường hợp 2, các bạn sẽ đọc là the. Ví dụ chúng ta có cây đi thước ruler như thế này mà thêm s vào đọc là ruler the. Rồi chúng ta cùng làm cái từ rice này đọc là rice, makes, takes, drivers. Bởi vì sao? Các bạn nhìn này, đây là chữ V, nó thuộc trường hợp 3. Đây là chữ T, đây là chữ K, đây là chữ K, nó thuộc trường hợp 1. Vậy thì chúng ta cho thành câu D. Câu số 10, các bạn xem chữ Y nào phát âm khác này. Câu đầu tiên, cái chữ Y này các bạn đọc là I, nice. Câu 2 này, câu B các bạn đọc là I luôn, ice, fry. Câu này các bạn lại đọc là y, big. Câu D các bạn lại đọc là I. Vậy thì rõ ràng các bạn sẽ khoanh vào câu C rồi. Rồi, xuống bài dưới. Khi các bạn nhìn thấy cái đề nó nói như thế này, có nghĩa là tìm từ khắc loại nha. Tìm từ khắc loại nha. Các bạn phải biết đọc đề đấy. Rồi bây giờ, island, island là đảo. Building, tòa nhà. Bay là vịnh, mountain là núi. Bây giờ, island, bay với mountain đó là nature, đó là đều thuộc về tự nhiên, đúng không? Natural. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khoan vào building, tòa nhà. Bây giờ chúng ta có này, larger là rộng hơn, là so sánh hơn, fast nhanh, noisy ồn ào, cheap là rẻ. Bây giờ chúng ta có ba từ BCD là tính từ bình thường, trong khi larger là so sánh hơn. Chúng ta sẽ khoan vào câu A. Xuống bài dưới này, so sánh gì đây? Khi các bạn nhìn thấy cái từ dan thì các bạn nhớ đây là so sánh hơn. Ôn lại một chút, so sánh hơn là so sánh hai thứ với nhau, hai vật với nhau, hai người với nhau. Chúng ta sẽ chia ra trường hợp thứ nhất, đó là tính từ ngắn này. Tính từ ngắn, các bạn nhớ tính từ ngắn là những tính từ có một âm tiết, tính có một âm tiết thôi. Ví dụ big, small, hoặc là hai âm tiết mà kết thúc là y dài, như là happy, nói gì. Rồi narrow là ow, etr, thì chúng ta sẽ nói nó là tính từ ngắn. Tính từ ngắn là chủ ngữ cộng với động từ to be cộng với tính từ thêm r đằng sau và cộng với dan. Ví dụ lan cao hơn hoa, lan y thôn l đan hoa. Rồi câu tính từ dài thì sao? Tính từ dài các bạn là những hai âm tiết trở lên mà trừ những cái thuộc tính từ ngắn ra, ví dụ như trừ happy, narrow, những cái mà kết thúc là y dài, ow, r, etr trừ ra. Ví dụ là beautiful, chủ ngữ cộng với động từ to be và tính từ dài nhớ có more đằng trước, cộng với tính từ, sau đó cộng với dan. Rồi tính từ đặc biệt này, tính từ đặc biệt nhé các bạn, tính từ đặc biệt. Bây giờ tính từ đặc biệt các bạn nhớ cái này, good, khi các bạn nhìn thấy good các bạn phải biến nó thành better than. Khi bạn nhìn thấy cái từ tệ hại các bạn sẽ biến nó thành worse than. Worse than, khi các bạn nhìn thấy từ far là xa các bạn sẽ thấy chuyển nó thành farther than. Giờ chúng ta cùng làm bài. Cái từ tall là tính từ ngắn. Tính từ ngắn thì phải là thôn L thôi. Chúng ta chọn câu C nha. Rồi xuống bài dưới. Trẻ em thường nhận được cái gì? Nhận được cái gì? Và cái
trong cái phong bì màu đỏ, trong cái bao lì xì, đây là tiền lì xì các bạn ạ. Trong bài số 6 này, Lucky Money. Rồi, câu số 15 này, các bạn suy nghĩ thử coi chọn câu nào. Big City là những thành phố lớn, thường rất là chấm chấm chấm, nhưng Đà Nẵng thì quiet. Bây giờ chúng ta có cái từ quiet là yên tĩnh. Vậy thì trái nghĩa với, bởi vì ở đây này sẽ là một cái từ trái nghĩa nhé, nhưng Đà Nẵng thì yên tĩnh, chúng ta sẽ bỏ nó là ồn ào là noisy. Rồi, câu số 16 nè. Khi trời lạnh học sinh mặc áo ấm, đây là thì gì? Đây là sự thật hiển nhiên, vậy đây là hiện tại đơn. Sự thật hiển nhiên chúng ta chia hiện tại đơn, mà student là chủ ngữ số nhiều, thì ở đây chúng ta giữ nguyên động từ là wear. Ok. Rồi câu số 17 nè. Câu số 7 liên quan đến modal verb, động từ đặc biệt. Bố của tôi luôn luôn nói rằng tôi không nên ăn nhiều kẹo. Bây giờ chúng ta có modal verb, động từ đặc biệt nha. Có rất nhiều, nhưng mà trong chương trình lớp 6 thường đặc biệt lớp 6 thi điểm chúng ta có hai từ này, hay là gọi là động từ khiếm khuyết nha các bạn. Động từ khiếm khuyết. Bây giờ chúng ta có must cộng với must là phải, must dần là không được, không được. Rồi should là nên, shouldn't là không nên, không nên là khuyên bảo ai đó. Can là có thể. Rồi, can là không thể. Và các bạn nhớ rằng sau modal verb luôn là động từ nguyên mẫu nha. Luôn là động từ nguyên mẫu, nguyên thể. Rồi bây giờ chúng ta dịch nghĩa, câu này liên quan đến nghĩa thôi. Bố mẹ của tôi luôn luôn nói rằng tôi không nên ăn nhiều kẹo, không nên ở đây á. Hai từ suốt này, cái này chắc là thiếu chữ n ở đây. Không nên của chúng ta là câu C, là chúng ta khoan vào câu C nhé. Rồi, khuyên bảo. Chúng ta xuống câu số 18. Đọc một quyển sách thì thú vị hơn là xem TV. Đọc một quyển sách thú vị hơn xem TV. Bây giờ chúng ta chuyển sang nói cách thứ hai. Bây giờ chúng ta dịch như này. Đọc sách thú vị hơn xem TV. Chúng ta sẽ chuyển thành xem TV thì dở, nhàm chán, dở hơn đọc sách, nhàm chán hơn á. Chúng ta sẽ chuyển đổi ngược lại, watching TV is more boring than reading a book. Đấy, chúng ta chọn câu này là đúng này. Ok. Còn câu B là gì? Xem TV thì thú vị hơn đọc sách là sai. Đọc sách thì chán hơn xem TV là sai, đúng không? Đọc sách thì chán hơn. Hai câu giống nhau à? Xem TV thì chán hơn đọc sách. Đọc sách thú vị hơn. Đọc sách thú vị hơn xem TV. Xem TV chán hơn chứ. Rồi, ok. Loạn thần kinh luôn. Rồi, bài này bài chia động từ trong ngoặc các bạn. Ông Hải luôn luôn hoàn thành công việc vào lúc 5 giờ, bởi vì ở đây có từ usually. Các bạn nhớ usually là thì hiện tại đơn. Hiện tại đơn diễn tả một sự thật, một thói quen, một hành động diễn ra hàng ngày. Chủ ngữ số nhiều, động từ giữ nguyên. Chủ ngữ số ít, động từ thêm SES. Ở đây Mr. Hải là chủ ngữ số, Miss Simai là chủ ngữ số ít, thêm ES vào. Câu 20, bọn trẻ em đâu rồi? Động từ to be thì chia amiara. Trẻ em là chủ ngữ số nhiều, chúng ta chia are. Bọn chúng đang xem TV, ở đây phải là đang xảy ra, hiện tại tiếp diễn. They are watching TV in the city room. Rồi, nước mặt trời nước Anh thì không có chiếu sáng mỗi ngày. Ở nước Anh mặt trời không chiếu sáng mỗi ngày, các bạn nhìn thấy everyday. Đây là dấu hiệu của thì hiện tại đơn. Mặt trời là chủ ngữ số ít, not là câu phủ định. Ở đây chúng ta phải mượn trợ động từ, động từ thêm not vào, mà chủ ngữ số ít thì xài doesn't, doesn't try. Rồi bây giờ động từ to be, there is hay there are thì tùy thuộc vào cái đằng sau. Bây giờ một cái đèn, một cái đèn là chủ ngữ số ít, ở đây các bạn xài is. Xong, đằng sau must như đã nói, đằng sau modal verb ở trên đây, modal verb động từ đặc biệt, đằng sau động từ đặc biệt luôn là động từ nguyên mẫu, cho nên chúng ta viết lại động từ này xong.
Rồi chúng ta xuống bài dưới này. Phong is 12 years old. He is in grade 6. He lives in a house with his father, mother and two sisters. The house is next to a bookstore. On the street, there is a hotel, a temple and a movie theater. In the neighborhood, there is a hospital, a factory, a stadium. Phong's father works in the factory. His mother works in the hospital. On Sunday, Phong plays soccer with his friend in the stadium. Rồi chúng ta dịch bài. Phong 12 tuổi, anh ấy học khối 6. Anh ấy sống trong một ngôi nhà với bố mẹ và hai chị gái. Nhà của bọn họ thì bên cạnh một hiệu sách. Trên con đường có một khách sạn, một cái đền và một rạp chiếu phim. Trong khu vực sống của anh ấy thì có một cái bệnh viện, một nhà máy và một sân vận động. Bố của Phong làm việc trong nhà máy, mẹ của Phong làm việc trong bệnh viện. Vào ngày chủ nhật, Phong chơi bóng đá với bạn ở sân vận động. Trả lời. Câu số 1, muốn trả lời được câu hỏi các bạn phải hỏi đã dịch câu hỏi xem hỏi gì. How old is Phong là Phong mấy tuổi? Chúng ta sẽ trả lời là he is và bên trên là 12 years old. Rồi, câu số 2, he in grade 6, anh ấy học khối 6 phải không? Ở đây nói đúng rồi thì sao? Đúng là Z, he is thôi. Rồi, câu số 27, how many people are there in his family? Câu này các bạn nhớ nhé, là có bao nhiêu người trong gia đình của anh ấy? Bây giờ con đếm này, sống với bố, với mẹ và hai chị gái, tức là nhà nó có 5 người đúng không? Và chúng ta sẽ trả lời là there are 5 people in his family. Trả lời đầy đủ. There are 5 people in his family. Rồi, câu số 28, có một sân vận động hay một cái cửa hàng đồ chơi ở trong khu vực của anh ấy có sân vận động. Ở đây không có nói tới cửa hàng đồ chơi, vậy chúng ta sẽ chọn lựa là there is a stadium in the neighborhood, in the neighborhood. Rồi, câu số 29, bố của anh ấy làm việc trong nhà máy hay bệnh viện? Bây giờ chúng ta, nhà bố nó làm ở trong nhà máy, mẹ thì làm việc trong bệnh viện. Vậy chúng ta sẽ trả lời chọn lựa đó là his father works, thêm sờ vào, in a factory nhé. Rồi, does his mother work in the factory? Mẹ của nó làm việc ở factory phải không? Không, mẹ nó làm việc trong bệnh viện. Vậy chúng ta sẽ trả lời là no này, chủ ngữ là she này, và isn't, đây không phải là isn't mà chúng ta lấy lại the và thêm not là doesn't, no she doesn't. Rồi, mẹ anh ấy làm việc ở đâu? Chúng ta trả lời là bà ấy làm việc trong bệnh viện, in a hospital. What does he do on Sunday? Vào chủ nhật anh ta làm gì? Đây, và chủ nhật anh ta chơi với bạn ở sân vận động. Chúng ta ghi vào chúng ta ghi vào là xong. Rồi, on Sunday, bây giờ he chuyển thành he cho nó giống trong câu hỏi. He plays soccer with his friend in the stadium. Xong. Rồi, chúng ta xuống bài viết nè. Gạch chân cái mistake, khi các bạn nhìn thấy cái này có nghĩa là tìm lỗi sai, và correct là chỉnh sửa lại cho đúng nhá. Chỉnh sửa lại cho đúng. You should to what? Các bạn nhìn chỗ này, các bạn biết sai chỗ nào rồi. Đằng sau mode verb là động từ nguyên mẫu, các bạn chỉ cần viết là you should cộng động từ nguyên mẫu là wash your hand before meal. Rồi, câu số 34, có một ít sữa để uống. Bây giờ các bạn lưu ý, sữa là gì? Sữa là danh từ. Danh từ không đếm được. Không đếm được. Mà danh từ không đếm được, nó thuộc loại chủ ngữ số ít. Chủ ngữ số ít. Thì các bạn phải xài y thay cho a. Ở đây các bạn chuyển thành there y some meal. There is some meal to the drink nhá. Meal to the drink. Rồi, câu số 35, đi bộ thì tốt hơn là đi bằng xe ô tô. Chúng ta sẽ viết như nào? Không có good the đâu các bạn ạ. So, tính từ đặc biệt thế này chúng ta mới nói rồi. Tính từ đặc biệt nè, tính từ đặc biệt nhá. Good chuyển thành better than. Đó, chúng ta phải chuyển thành better than nhá. Good the chuyển thành better than. Ok. Rồi, cô ta có một khuôn mặt tròn. Bây giờ các bạn lưu ý, cô ấy là chủ ngữ số ít. Cô ấy là chủ ngữ số ít. Thì chúng ta không xài have mà chúng ta xài has. She has a rough face. Xong. Rồi, chúng ta xuống bài dưới, viết lại câu mà nghĩa không đổi. Rewrite là viết lại câu sau đây theo một cách khác mà nghĩa giống câu bình thường, không thay đổi. Bây giờ chúng ta đọc này. Thật là tốt nếu trẻ em đi ngủ sớm.
Bây giờ chúng ta đưa ra lời khuyên, suốt là lời khuyên là nên, trẻ em nên gì? Go to bed early. Xong. Câu số 2, câu số 38, không phải là ý tưởng hay khi học sinh copy bài của người khác. Bây giờ không được copy bài người khác, không nên. Ở đây sẽ là động từ chính của chúng ta là copy, đúng không? Copy order student student work. Đằng sau mode verb là động từ nguyên mẫu, chúng ta viết vậy thôi. Hà Nội thì nhỏ hơn thành phố Hồ Chí Minh. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đưa ra thành một cái câu to như thế này, một cái câu so sánh ngược lại là thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn Hà Nội, đúng không? Lớn hơn là big, là tiếng từ ngắn, chuyển thành bigger và thêm dan vào Hà Nội. Rồi, xong. Không có ai trong lớp của chúng tôi thì cao hơn Vinh. Bây giờ chúng ta chuyển thành Vinh cao nhất lớp được không? Chuyển thành so sánh nhất. Vinh là người cao nhất lớp. Y the so sánh nhất phải có chữ the các bạn, và thôn là tiếng từ ngắn các bạn ạ. Thì các bạn thêm est đằng sau, in his class, in our class thì đúng hơn, bên trên là our class. Xong rồi, cái đề của chúng ta đến đây là hết rồi, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái đề tiếp theo. Goodbye.